Chào tất cả các anh em làm kỹ sư đồ họa chuyên nghiệp. Thưa các bạn, là hiện trên thị trường anh em đang đi làm và anh em thực tế là cần một chiếc máy đồ họa chuyên nghiệp ở mức gọi là chủ yếu các công việc là cày video, render, thậm chí là làm render 3D. Với tầm tiền hiện nay đầu tư từ khoảng 25 đến 40 triệu đồng, nếu như anh em không biết cách chọn mua một chiếc laptop ở phân khúc làm chuyên nghiệp thì rất dễ chúng ta sẽ mất tiền và đầu tư không đúng hướng. Thưa các bạn, ở tầm tiền này thì mọi hôm mình giới thiệu các bạn rất nhiều các phân khúc máy gaming, nhưng hôm nay thì tớ sẽ giới thiệu lại cho các bạn, nó là một mẫu máy đồ họa chuyên nghiệp. Các bạn nhìn trên bàn đây, chắc chắn anh em sẽ đoán ra đây là phiên bản gì. Thưa các bạn, đây là phiên bản Dell Horizon 7510. Trên thị trường thì sẽ có 7510, 7520 và 7530. Nó sẽ có các phân khúc giá từ 20 đó là phiên bản i5 mà nếu hàng xách tay, và thậm chí phiên bản cao nhất của nó lên đến 60 triệu đồng, đó là phiên bản 7530. Ở video này mình sẽ đánh giá từ hình thức, hiệu năng và mình sẽ test qua các phần mềm để thấy là cái sức mạnh thực sự của chiếc máy này nó có đáng đồng tiền bát gạo cho anh em sở hữu hay không. Phiên bản Horizon 7510 nó thừa hưởng lại tất cả những cái ưu điểm mạnh mẽ nhất của các phiên bản Dell đời cũ. Nếu như các bạn đã làm đồ họa chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết các phiên bản như là Horizon M4006, Horizon M4007, 4008 và đến bây giờ đó là 7510, 7520 và 7530. Và bây giờ tớ sẽ test hiệu năng và đánh giá, mời các bạn đón xem. Các bạn, là vỏ máy của các phiên bản Horizon 7510 và 7520 cấu tạo vô cùng phức tạp. Vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm, vật liệu sợi carbon bên trên và bên dưới thì có cả sợi thủy tinh, vật liệu mazue giúp cho cái khung máy cực kỳ cứng cáp. Trọng lượng máy thì cả sạc vào nó khoảng hơn 3kg một chút, thì đây là một trọng lượng nhẹ hơn phiên bản người tiền nhiệm lên đến 1kg. Khi cầm vào máy thì chắc chắn là cái cảm giác xa và rất chắc chắn. Tản nhiệt nằm lại mới hoàn toàn với hai hốc rất to. Đằng sau của nó thì gồm cổng sạc và thêm cổng LAN đằng sau. Bên tay trái của mình thì trang bị cổng Thunderbolt, HDMI, Mini DisplayPort và USB đầu độc thẻ. Đằng trước là những cái lát cắt và hoàn toàn là một mặt phẳng để chúng ta mở máy ở đây. Các đèn tín hiệu để các bạn có thể thấy nguồn, ổ cứng và pin được bố trí ở đây. Bên này thì có thêm đầu độc thẻ SD, phone và 3 cổng USB. Bên dưới của máy đây. Thưa các bạn, là chiếc máy này thì cũng giống như các người tiền nhiệm, đó là việc mở để tháo ra nâng cấp của nó cực kỳ đơn giản. Đây là cái đốc mở rộng cho nó này các bạn này. Việc mở chiếc máy này ra chúng ta chỉ đẩy ở đây thôi. Đây. Và chỉ tháo hai cái ốc này ra chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong máy. Bên trong máy nó sẽ có hai quạt tản nhiệt, một quạt cho GPU và CPU riêng biệt, còn đây là khe cắm ổ cứng 2.5. Còn khi tháo ra thì mình không tiện, mình tháo thì cái ổ cứng M2 nó sẽ nằm ở đây. Và chiếc máy này có khả năng nâng RAM lên 64GB và chỉ có cặp màn hình là sẽ có thể nâng cấp vào ổ cứng được thôi. CPU gắn chết trên bo mạch chủ. Chính vì thế chúng ta sẽ chú ý là mua phiên bản i5, i7 hay Xeon, các bạn chú ý như vậy. Đây là mặt trước của máy đây. Với thiết kế trục bản lề như thế này thì chắc chắn các bạn rất yên tâm mở gập 26.000 lần theo quảng cáo của Dell, chúng ta không phải hề ấn gì. Máy được trang bị màn hình 15,6 inch Full HD và có trang bị tấm lên IPS. Chính vì thế nó sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa cũng như các ứng dụng đồ họa chúng ta nhìn trên màn hình nó sẽ rất là thật. Ngoài ra còn có trang bị tấm lên 4K cao cấp nhất, camera được ở đây. Phím của dạng này thì đều là dạng check nét lỗi thì các bạn thấy rồi. Hành trình phím cao, rộng và con chuột check boy vẫn dùng được ở giữa bình thường. Phím của dòng này thì nói thẳng với các bạn dùng cực kỳ sướng. Với 6 phím bấm chuột thì các bạn thấy đây là các dòng huyền thoại của các dòng Horizon. Nó vẫn để 6 phím bấm để hỗ trợ các bạn làm đồ họa. Đây. Mặt trên của nó sẽ tráng một cái lớp cao su đặc biệt, vừa là chống bám vân tay, vừa là làm sang của cái máy đi. Nhưng các bạn chú ý cái lớp này nếu mà tay mồ hôi thì nó cũng sẽ chảy trợt, rất là khó chịu. Và đây cũng là điểm yếu trên một số dòng Dell. Con này mà là phủ lốt carbon giống như thế này thì quá là tuyệt vời, nhưng phần này nó lại chừa đi. Thì đây vẫn là điểm yếu, bởi vì chúng ta làm đồ họa chuyên nghiệp thì rất làm lâu và nhiều tay anh em như của mình cũng rất hay bám mồ hôi như này. Đây cũng là điểm yếu trên các dòng máy. Và bây giờ để chứng minh hiệu năng thực tế của chiếc máy này, tớ sẽ test qua một số phần mềm, ví dụ như các phần mềm như Fullmax để cho biết nhiệt độ và phần mềm Siemens 15 để test hiệu năng render, CPU cũng như GPU của chiếc máy này. Mời các bạn đón xem. Thưa các bạn, đây là phần mềm Fullmax. Bởi vì rất nhiều anh em làm đồ họa, việc chúng ta lo lắng một chiếc máy mà khả năng tản nhiệt nó không đủ, thứ nhất là chiếc máy nó sẽ giảm hiệu năng, thứ hai nữa nó sẽ không bền. Nhưng riêng Horizon thì anh em yên tâm, hệ thống tản nhiệt của nó cực kỳ bền bỉ. Các bạn có thể thấy là hình ảnh hoạt động 3D của nó rất ngon lành, rất mượt,
Nhiệt độ của chiếc máy này thường thì nó sẽ trụ được ở mức dưới 80 độ, nhưng mà làm ở render 3D thì nó sẽ ở mức khoảng 70 độ nếu chúng ta làm lâu. Chiếc máy này thì mình nói thẳng chống chỉ định với anh em chơi game chuyên nghiệp nha anh em nhé. Dòng máy chạm thì không ai mua về để chơi game. Nó chỉ có thể chơi những cái game nhẹ nhàng, ví dụ như LOL, FIFA hoặc các thứ thì chúng ta vẫn có thể đá trên chiếc máy này được. Nhưng đối với các game chiến thuật mà chơi chuyên nghiệp đòi hỏi khắt khe thì chúng ta dùng dòng card GTX nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Còn với Quark Pro thì nó là dòng card đa nhiệm, hỗ trợ những cái kỹ xảo để chúng ta có thể dựng hình, dựng video. Chiếc máy này một số anh em sẽ hỏi có thể làm lập trình hay có thể làm máy chủ được hay không. Thưa các bạn, là một cấu hình như này là thừa đối với các bạn. Nếu như anh em vẫn thích đầu tư thì chiếc máy này vẫn là rất hiệu quả, mỗi tội là giá là đắt thôi. Nhiệt độ của nó khi mình test một lúc cũng chỉ ở mức 60 độ C, hai quạt. Và kể cả khi chúng ta áp tai vào thì quạt nó chạy vẫn rất là êm, chứ nó không ồn như một số máy dòng trung cấp. Tớ đang gen do cái card LVA Quark Pro M1000. Điểm số của nó các bạn có thể nhìn thấy không? Mặc dù mới chỉ là M1000 nhưng điểm FPS khi chúng ta render nó lên đến 117. Thực tế kể cả một cái card màn hình để mà mình cho là card 1060 đi thì nó cũng chỉ đạt được như này thôi các bạn. Mặc dù 1060 dung lượng nó lên đến 6GB. CPU dòng này thì nó sẽ trang bị từ vi xử lý Core i7-6700, Core i7-6820, thậm chí là có cả CPU Xeon. Một dòng CPU có thể hỗ trợ lập trình cũng như các ứng dụng mà render nó rất là tốt hơn một chút so với Core i7. Với một CPU 4 nõi 8 luồng, chính vì thế nó sẽ hỗ trợ chúng ta render rất khỏe. Khả năng render của nó nên CPU lên đến 717 CB. Rất khỏe. Thưa các bạn, là khả năng hiển thị trên các dòng Precision của màn hình thì chắc chắn nó rất là trung thực. Với tấm nền màn hình IPS thì chúng ta sẽ không chê được vào đâu. Nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ chọn các bản option màn hình 4K, nó còn xuất sắc hơn nữa. Độ sáng của dòng này thì cũng chỉ ở mức trung bình, vừa phải. Nếu ở tấm nền Full HD thì nó khoảng 260. Còn nếu ở tấm nền 4K thì độ sáng của nó lên đến khoảng 320 nits. Dải màu của nó là 100% sRGB các bạn nhé. Màn thấy không, rất đẹp luôn. Mình sẽ thử thay đổi góc nhìn. Âm thanh trên dòng này thì thực tế thì nó không phải là điểm mạnh của dòng máy giải trí. Chính vì thế âm thanh thì mình đánh giá của các dòng Precision nó không được hay. Góc nhìn vẫn rất rộng đúng không anh em? Đó, các bạn thấy không? Màn hình chắc chắn, kể anh em chuyên nghiệp thì chắc chắn không bao giờ chê được cái màn hình của các dòng Precision, đặc biệt là 7510, 7520 và 7530. Chốt lại ngắn gọn những cái ưu điểm trên các phiên bản 7510 và 7520 cho các bạn như thế này. Thứ nhất, đây là dòng máy mới đã tối hóa về cân nặng, nó nhẹ hơn phiên bản người tiền nhiệm 4800 gần 1 kg. Khả năng mở rộng nâng cấp RAM lên đến 64 GB, có nghĩa là hơn người tiền nhiệm là 32 GB. Khả năng nhận ổ cứng, chiếc máy này có khả năng đọc ổ cứng PCIe hoặc NVMe, có thể đọc đến 4GB một giây. Đây là loại ổ cứng có tốc độ cao nhất hiện nay. Các màn hình của dòng này thì nó sẽ sử dụng dòng card, ví dụ trên 7510 đó là M1000 và M2000. Còn phiên bản 7520 thì nó sẽ sử dụng phiên bản M1002 và M2002. Còn cao cấp hơn phiên bản 7530 thì mình sẽ giới thiệu ở video sau. Màn hình nó sẽ trang bị các tiêu chuẩn như là màn hình Full HD và màn hình 4K, có tấm nền IPS thì các bạn biết rồi. Khả năng hoạt động của dòng máy này thì anh em chắc là không cần phải suy nghĩ đến chất lượng. Với 810G tiêu chuẩn về độ bền, nói chung nó có thể hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt nhất và các phần mềm ứng dụng đồ họa đòi hỏi các kỹ xảo, nói chung là khắt khe trong một chiếc máy đồ họa thì chiếc máy này đều đạt được tiêu chuẩn. Với hệ thống làm mát hoạt động trên các dòng Precision thì các bạn đều biết rồi, đó là nó rất ổn định và tiếng quạt chạy rất êm. Tất cả những ưu điểm đó thì các bạn đều biết rồi. Còn nhược điểm của nó là gì? Thứ nhất, nếu các bạn mua mới thì đây là một chiếc máy có giá thành cực kỳ cao mà không phải bạn nào cũng đủ điều kiện kinh tế được. Chính vì thế là chúng ta mua những chiếc máy này thì đại đa số tại thị trường Việt Nam đó là xách tay về. Có giá bán thì các bạn đã biết rồi, từ 25 đến 40 triệu đồng. Nếu như các bạn nhìn vào cấu hình thì chúng ta bảo tại vì sao cái máy này nó lại đắt như vậy. Thưa các bạn, là chiếc máy này nó chỉ dành cho dân chuyên nghiệp. Còn đối với các bạn cày game hay các bạn làm văn phòng thì cấu hình của nó lại quá thừa. Riêng cấu hình của nó thì phần card màn hình nó sẽ không phù hợp cho các game thủ chơi game chuyên nghiệp trên dòng máy này. Bởi vì nếu nó build tính với một chiếc máy chơi game, nó còn đắt gần gấp đôi so với một chiếc máy thông thường, hay thậm chí là đắt hơn cả một chiếc máy doanh nhân bình thường.
Chính vì thế dòng này nó chỉ phù hợp cho các bạn làm kỹ sư, các bạn làm đồ họa, nói chung là những cái công việc đòi hỏi cái sự hoạt động ổn định phức tạp thì chiếc máy này nó sẽ đáp ứng được. Nhưng điểm nữa của nó đó là loa của nó thì nó thực sự trên các dòng máy mà để kỹ thuật chuyên nghiệp thì loa mình cảm giác như là nó không được hay và tiếng bass nó không được trong. Và có một nhược điểm nữa đó là thời lượng pin của dòng máy này rất kém. Nếu như chúng ta để mức render chuyên nghiệp thì pin của nó thực tế chỉ trụ được có 2,5 giờ. Đây là một cái thời lượng pin mà đáng thất vọng. Còn nếu như chúng ta dùng ở chẳng hạn như có thể chat chít hoặc bật vài file và những cái phần mềm cơ bản, lướt web nhất độ sáng 60% màn hình thì chiếc máy nó sẽ trụ được khoảng 4 tiếng. Thực ra nó đúng ra thì một chiếc máy đồ họa chuyên nghiệp thì chắc chắn nó sẽ không khỏe pin. Chính vì thế là chúng ta cũng không phải hy vọng quá nhiều. Còn nếu mà đánh giá về hình thức thiết kế thì có lẽ là những bạn làm chuyên nghiệp nhìn với chiếc máy này là đẹp. Còn nói thực sự là mình cũng đã giới thiệu với rất nhiều bạn kiểu dạng như chơi game hay là các bạn là mua máy làm đồ họa và ui dồi, cái máy gì nó thiết kế nó dày rồi xấu xí rồi ABC. Nhưng thưa các bạn, đây là một mẫu máy cao cấp dành cho dân chuyên nghiệp. Chính vì thế là anh em dùng chiếc máy này, các bạn dùng chiếc máy này phải hiểu về nó là chúng ta mới thấy cái nét đẹp và những cái mà nó mang lại cho các bạn thực tế nó như nào. Tiếp đến đó là những chiếc máy này sau khi sử dụng và bảo hành thì đồ đạc của nó có dễ thay thế hay không. Thưa các bạn, đồ đạc của những chiếc máy này hoàn toàn dễ thay thế. Và thường những cái cửa hàng họ bán nếu ở Việt Nam, các hàng sách tay về sẽ được bảo hành chế độ 1 năm. Còn nếu mà chúng ta mua mới sẽ được chuyển vùng khoảng 3 năm tại thị trường Việt Nam. Các dòng máy chạm của Dell thì thứ nhất là dễ thay thế đồ, mà nếu có thiếu đồ chúng ta đặt nó cũng rất là đơn giản. Đặc biệt cả màn hình của dòng này thì có thể nhấc ra nhấc vào thay thế bởi vì nó cắm module. Nói chung với khả năng nâng cấp của dòng này thì là vô cùng tuyệt vời. Chương trình giới thiệu và đánh giá các sản phẩm đồ họa chuyên nghiệp ở phân khúc 25 đến 40 triệu đồng của mình xin đến đây là khép lại. Còn nếu như anh em có những cái câu hỏi gì không hiểu về máy tính hoặc cần tư vấn gì, cứ vui lòng comment ở bên dưới này. Mình sẽ quay những cái video và mình trả lời cho các bạn như này. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại.